Ngô Phim xin chào các bạn. Bộ phim siêu bom tấn dịp cuối năm Chủng tộc bất tử vừa ra mắt, mở ra một chương mới cho điện ảnh Marvel sau cái chết của Iron Man. Đây là một bộ phim cực hay bắt buộc phải xem với tất cả mọi người thì mới có thể hiểu được các phim tiếp theo của Marvel ra sao. Xin nói trước rằng nó hay hơn các bạn tưởng rất nhiều đó nhé. Câu chuyện bắt đầu từ 5.000 năm trước công nguyên. Đấng tạo hóa đã tạo ra 10 chiến binh thần thánh gọi là Eternal và gửi họ xuống để bảo vệ trái đất. Mà khi này văn minh loài người vẫn còn rất thô sơ. Ông bố đang lấy que chọc cá thì đột nhiên bị quái vật ăn thịt. Đúng lúc nó sắp ăn cậu bé thì một luồng năng lượng bắn tới. Nó được bắn ra từ mắt của một Eternal tên là Icaris. Người thứ hai là cô bé siêu tốc độ Makari. Người thứ ba là anh chàng siêu nhân Ấn Độ với khả năng bắn ra những chủng năng lượng như Doctor Strange. Và đây chính là anh chàng mạnh nhất trong các Eternal ma đông xúc, cộng thêm cô nàng siêu chiến binh Thena. Hai người phối kết hợp rất đơn giản hạ siêu quái vật. Phía bên trên Icaris cũng chốt hạ nốt con cuối cùng. Xong việc rồi đội trưởng Azak chữa lành vết thương cho mọi người trong nhóm. Cứ như vậy 10 Eternal tập hợp đầy đủ để bảo vệ con người. Diana Sensi với khả năng biến đổi vật chất, biến con dao đá tặng cậu bé thời nguyên thủy này. Từ đó Eternal ở cùng loài người chiến đấu bảo vệ họ, giúp loài người tiêu diệt quái vật Deviant. Ma đông xúc thì vẫn như mọi khi đấm phát nào là phê phát đó. Phối hợp cùng cả nhóm dễ dàng giành ưu thế trước bọn quái vật này. Chốt hạ vào mồm thì chỉ có nước về gặp ông bà tổ tiên. Nhờ Eternal bảo vệ, đã giúp con người xây dựng lên đế chế Babylon vĩ đại hùng cường. Đội trưởng Azak là người có nhiệm vụ liên lạc với đấng sáng tạo. Đấng sáng tạo cho biết Eternal chỉ được giúp loài người tiêu diệt quái vật, ngoài ra không được can thiệp vào bất cứ điều gì của loài người. Nhưng anh béo đen lại sáng tạo giúp con người cái cày. Sau này nông dân Việt Nam mới sao chép lại. Còn Sensi biến đổi đất tạo ra nguồn nước giúp con người trồng trọt. Nhờ vậy mà cây cối sum vầy tốt tươi. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Trong lúc đi tình nguyện thì Sensi và Icaris đã liên tục xúc than, còn tổ chức kết hôn trước sự chứng kiến của 8 Eternal còn lại. Nhưng khi loài người càng phát triển, lòng tham cũng trỗi dậy khiến họ gây ra chiến tranh. Kẻ mạnh hơn sẽ tàn sát những kẻ yếu đuối. Vì phải tuân thủ theo quy tắc nên các Eternal không thể can thiệp. Nhưng Rui nhìn vậy thật sự rất không cam lòng. Đúng lúc này căn bệnh tâm thần phân liệt của Thena trỗi dậy, khiến cô mất đi tâm trí quay ra tấn công các Eternal. Trong phút chốc đã làm nhiều người bị thương, thậm chí còn đâm thủng bụng người đội trưởng Azak. Rất may ở đây có ma đông xúc đứng ra kịp thời, để Azak có thời gian hồi phục lại vết thương ở bụng. Nhưng bên này Thena vẫn tấn công điên cuồng không nghỉ. Ma đông xúc tức giận đấm cho một quả, Thena ngất lịm đi luôn. Căn bệnh của Thena hoàn toàn không có thuốc chữa, nên ma đông xúc mới xin được ở bên cạnh để trợ giúp cho cô. Cùng lúc này bên dưới loài người vẫn đang tàn sát. Người mặc kệ các quy tắc điều khiển tâm trí cho con người dừng chiến tranh lại, như vậy trực tiếp vi phạm quy tắc của Eternal, nên đội trưởng cũng chỉ đành cho anh ta rời nhóm, đồng thời ra một quyết định cực kỳ bất ngờ, đó là chia rời cả nhóm đường ai lấy đi, hẹn rằng 5.000 năm sau sẽ gặp lại. Đến thời điểm hiện tại Sensi đã giả danh làm một giáo viên, nhưng khi đang giảng bài thì xảy ra động đất, hù điêu đá đổ xuống khiến cô phải biến thành bụi cứu bé. Hóa ra trận động đất này là do bọn quái thú một lần nữa xuất hiện. Sprite và Sensi đi bộ mà hoàn toàn chưa biết gì. Đột nhiên quái thú ngoi lên từ mặt nước. Sensi vội vàng biến mặt đất thành cát lầy, rồi hóa đá trở lại tạm thời cầm chân được quái vật. Vì hai người không chiến lực đánh đấm nên phải bỏ chạy ngay. Tiếc rằng quái vật rất nhanh đã vùng lên thoát khỏi. Nó một mạch đã đuổi kịp tới hai người. Sprite hóa thân thành rất nhiều phiên bản cho quái vật hoa mắt, cứ nghĩ rằng như vậy sẽ thuận lợi thoát đi. Tiếc rằng Sprite bị hôi nách mà chưa khử mùi. Quái vật rất nhanh ngửi được và tấn công chúng Fox. Tình thế nguy cấp, rất may có Icaris đến nơi. Nhưng đột nhiên một con khác bất ngờ đáp trả. Sensi vội biến chiếc xe lao đến thành cánh hoa hồng. Còn Icaris dùng mắt bắn năng lượng thiêu đốt nó. Nhưng không ai ngờ được con quái vật đã học được cách chữa lành vết thương của đội trưởng Azak. Vì thế nên Icaris chỉ đành bắn chùm tia để đuổi nó đi. Icaris báo rằng có khả năng nó đã ăn sống hoặc hấp thụ đội trưởng, nên cả nhóm ba người lập tức phải đi tìm đội trưởng ngay. Nhưng khi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Quả nhiên đội trưởng Azak đã bị quái vật Deviant giết và hấp thụ luôn khả năng hồi phục. Nhưng hồn khí từ trong người Azak thoát ra nhập vào Sensi, giúp cô từ đây trở thành đội trưởng nói chuyện với Thượng Đế. Rất nhanh mọi người cũng tìm lại được thành viên khác là siêu nhân Ấn Độ, mà giờ đây đang là diễn viên điện ảnh. Chính anh là người góp công lớn cho nên điện ảnh Ấn Độ vô lý như bây giờ. Cả nhóm 4 người tìm đến gặp Ma Đông Xúc, anh vẫn trông coi và giúp đỡ Thena suốt 5.000 năm nay. Ấy vậy mà bệnh tình của cô ấy vẫn chưa tiến triển được mấy. Mỗi lần phát bệnh Ma Đông Xúc phải rất cố gắng mới đưa được Thena trở về. Tại đây Sensi nghe lời Ma Đông Xúc tĩnh tâm lại, quả nhiên cô đã hòa nhập tâm trí để nói chuyện với Thượng Đế. Thượng Đế cho biết 2022 là năm hạt giống vũ trụ mới được tạo ra tại trái đất. Hạt giống này đủ năng lượng sẽ mọc lên và phá hủy trái đất luôn. Quá trình này gọi là tái sinh, để từ đó tạo ra một hệ mặt trời và trái đất mới. Đó là quy luật vũ trụ cứ 1 tỷ năm lại phải khởi động lại một lần. Và khi gặp Thượng Đế, Sensi cũng mới biết được bí mật động trời. Hóa ra các Eternal chỉ là sản phẩm lập trình của Thượng Đế. Ban đầu khi Thượng Đế tạo ra các hành tinh có rất nhiều loài ác thú, nên ông phải tạo ra các quái vật Deviant để tiêu diệt ác thú cho loài người phát triển.
nhưng không ngờ các Deviant tiến hóa và tiêu diệt luôn cả loài người, nên mới lập trình ra các robot Eternal không có khả năng tiến hóa, để giúp Thượng Đế sửa sai khi tạo ra các ác quỷ Deviant. Sau khi biết sự thật, Senshi kể hết cho cả nhóm, nhưng Senshi rất thương loài người nên muốn dừng việc tái sinh lại. Nói đến đây, Icarus nghĩ ra một cách, đó là tập hợp đủ tất cả các Eternal, thì họ có thể dừng việc tái sinh lại. Ngay lập tức họ tìm đến nơi phát ra năng lượng của Druid. 5.000 năm nay anh vẫn ẩn thân điều khiển nhóm người ở đây. Họ sống rất hòa bình nhưng hoàn toàn không có chút tự do nào cả. Druid cũng lập tức từ chối kế hoạch cứu thế giới của mọi người. Lúc này siêu nhân Ấn Độ cũng phát hiện ra Sprite đã yêu thầm Icarus, mà Icarus và Senshi lại suốt ngày quấn lấy nhau. Nhưng đột nhiên một quái thú bay đến tóm Icarus đi mất. Dưới mặt đất cũng rất nhiều con khác lao đến bao vây. Siêu nhân Ấn Độ lập tức phải ra tay đánh trả. Nhưng quả thật lần xuất hiện này chúng đã khỏe hơn nhiều. Icarus vừa tiêu diệt được một con, ngay lập tức bị một con khác đánh lén. Nếu không có Ma Đông Xúc e rằng anh đã bỏ mạng rồi. Đúng lúc này Thena lại lên cơn bạo bệnh, khiến Ma Đông Xúc vừa phải đánh quái vật, vừa phải ra sức chống đỡ lại Thena bảo vệ mọi người. Phía bên này vui điều khiển người dân cầm súng bắn lại quái vật, còn Senshi thì hóa cây thành cột đá tạm thời khống chế nó. Phía quái vật thấy Ma Đông Xúc và Icarus khó ăn, liền bỏ chạy hết về các thành viên khác. Trong khi này siêu nhân Ấn Độ vận công, bắn ra chùm năng lượng nổ banh não quái vật. Icarus cũng vội vàng bay theo để hỗ trợ nhóm Eternal yếu hơn. Nhưng vừa khi anh hạ được một con quái, không ngờ trong lúc chết nó vẫn đâm anh một cái xuyên người. Vì đã bị thương nên Icarus yếu thế, bị một con khác kẹp cổ cho không ngóc được đầu lên. Senshi vội liều mình cầm cây đến chọc, con quái vật ngu ngốc này đẩy cô rồi lao xuống nước theo. Kết cục bị Senshi hóa luôn thành cái cây mọc lên từ nước. Phía bên này Ma Đông Xúc đang phải đánh nhau với con đầu đàn, nhưng vì ngài bảo vệ Thena nên anh bị nó đâm lén và khống chế không thoát ra nổi. Cuối cùng bị nó hút hết khả năng bọc giáp của anh. Có thêm năng lực của Ma Đông Xúc khiến cơ thể nó trở nên hoàn thiện, trí thông minh của nó cũng tăng lên ngàn lần. Nhờ vậy nó hiểu ra khi có sự tái sinh trái đất nổ tung thì nó cũng chết, nên tạm thời nó rút lui để chờ thời. Ma Đông Xúc bị hút hết năng lực nên chết đi, nhưng chính sự hy sinh của anh cũng giúp Thena khỏi bệnh. Mọi người lập tức đến tìm anh béo Fastos, rồi đến Isaac. Ở đây anh béo triệu hồi phi thuyền, mà bên trong phi thuyền, cô gái tia chớp Makari vẫn sống ở đây suốt 5.000 năm qua. Lúc này anh béo Fastos mới giải thích, khi cả nhóm tập hợp truyền năng lượng vào một, thì sẽ tạo ra một thứ có sức mạnh kinh khủng là Unimai, một thứ có thể ngăn việc tái sinh trái đất. Nhưng đến lúc này mọi người lại sợ nó mạnh quá cũng hủy diệt trái đất luôn. Thế là cả nhóm lại bất đồng quan điểm, mà tất cả mâu thuẫn này đều do Icarus mà ra. Hóa ra vài ngày trước khi trưởng nhóm Azak chưa chết, Icarus và trưởng nhóm phát hiện con người trái đất nóng lên khiến băng ở Bắc Cực tan chảy, dẫn tới lũ quái vật thi nhau thoát ra ngoài. Vì trưởng nhóm muốn ngăn sự tái sinh nên cứ mặc kệ, Icarus lại muốn sự tái sinh diễn ra theo đúng ý Thượng Đế, nên mới đẩy trưởng nhóm xuống cho quái vật giết đi. Cũng nhờ vậy mà con đầu đàn có được sức mạnh tự phục hồi, nó cũng truyền năng lượng và biến đổi những con khác khỏe hơn. Còn Icarus mang xác trưởng nhóm về nhà tạo hiện trường giả. Quay lại với hiện tại, Senshi đột nhiên lên cơn co giật, bởi cô cảm nhận được việc tái sinh đã bắt đầu diễn ra. Tia chớp Makari vội vàng chạy khắp địa cầu, trong 10 giây đã tìm ra được vị trí diễn ra tái sinh. Thì ở trong phi thuyền lúc này Icarus cũng lộ rõ bản chất, hắn quay vào trong bắt đầu tấn công các Eternal, thú nhận chính mình đã giết trưởng nhóm. Đúng lúc này tia chớp trở về nói ra địa chỉ liền bị Icarus tấn công. Siêu nhân Ấn Độ điên tiết bắt đầu chuẩn bị chiến, biết mình chưa chắc thắng nên Icarus tạm thời rời đi. Vì đã yêu thầm nên Sprite cũng theo phe của Icarus. Nhóm Eternal còn lại cảm thấy bất lực và bắt đầu buông bỏ. Đột nhiên Rui nói rằng Senshi giờ đây đã mạnh hơn trước, nên vẫn có thể thành công nếu Senshi điều khiển được sức mạnh của mình. Fastos vội vàng lấy hồn ngọc từ trong người Senshi ra. Đây chính là thứ để mọi người có thể tập hợp năng lượng và tạo ra Unimai. Rất nhanh cả nhóm Eternal vào vị trí. Cùng lúc này Icarus và Sprite đang ngồi chờ sự tái sinh diễn ra, thì phi thuyền của mọi người cũng đã bay đến. Icarus vội vàng lao vào phi thuyền ngăn chặn. Thena có nhiệm vụ đấu với anh ta kéo dài thời gian, để mọi người bên dưới bắt đầu quy tình tạo ra Unimai. Nhưng rất nhanh Thena đã bị Icarus khống chế. Hắn vội bay ra ngoài để ngăn cản mọi người. Icarus tóm luôn Rui và bay đi sát hại, đồng thời phá hủy luôn phi thuyền tam giác của Eternal. Tia chớp vội lao vào cứu được hai người bên trong, rồi tóm lấy Icarus chạy thật nhanh cho hắn lao người vào đá. Đồng thời lúc này núi lửa tái sinh bắt đầu phun trào. Icarus bắn tia năng lượng nhưng Makari nhanh hơn, liên tục cho hắn ăn hành ngập mặt. Nhưng đột nhiên hắn lại tóm được cổ Makari, rồi thiêu đốt cô một đòn đau đớn. Thấy vậy Thena và Fastos cũng lao vào chiến nhau. Cuộc chiến giữa quân mình đang diễn ra ác liệt thì quái vật đầu đàn cũng tới. Mọi người hoàn toàn không hề biết gì vẫn cứ đánh nhau. Một mình Icarus chấp ba mà vẫn ngang ngửa. Quái vật đầu đàn Deviant ngứa mắt đấm cho Icarus một quả bay đi. Nó mà hấp thụ được năng lượng của Icarus nữa thì mạnh vô đối, nên tia chớp vội chạy quanh người nó cắt bụng mù mịt.
hắn đơn giản đạp chân xuống đất rồi định hấp thụ tia chớp. May rằng Fastus kịp thời cứu nguy, đồng thời phóng ra năng lượng khóa chặt Icarus lại. Hera cũng vào hang động chiến đấu với Deviant. Phía bên ngoài chỉ còn một mình Sensi cố gắng ngăn cản trái đất diệt vong, nhưng cô lại bị Sprite đâm lén xuyên bụng, bởi vì cô ta vẫn ghen ghét vì Sensi và Icarus yêu nhau. Đúng lúc này Ju quay lại đập cho một cái ngất lịm. Sensi cố gắng tiếp tục ngăn chặn tái sinh. Khi ở bên trong hang động, Hera cũng bắt đầu lên cơn bệnh. Tên Deviant rất thông minh thuyết phục cô đưa tay cho hắn. Khi quái vật Deviant hấp thụ cô và đang lên đỉnh, Hera bỗng thoát ra chém hắn thành trăm mảnh. Con người ta yếu đuối nhất lúc lên đỉnh quả không sai. Cùng lúc này hạt giống vũ trụ cũng bắt đầu thức dậy mạnh mẽ. Nó bắt đầu trồi lên những cột vàng khổng lồ từ giữa biển sâu. Sensi phát hiện mình cũng đang trên cơ thể nó. Cô vận hết sức mạnh cố gắng hóa nó thành băng. Đúng lúc này Icarus lại thoát ra khỏi lưới. Hắn bay đến muốn giết Sensi, nhưng rồi tình yêu đã khiến Icarus không ra tay được. Ký ức hàng triệu lần nướng củ khoai qua 5.000 năm bất chợt ùa về. Icarus thôi lại theo phe không muốn tái sinh trái đất. Mọi người lúc này đồng loạt bay lên, hợp sức tạo ra quả cầu năng lượng Unimai. Rồi Sensi hấp thụ và hóa luôn hạt giống vũ trụ thành băng đá. Rốt cuộc trái đất đã được cứu sống rồi. Icarus xấu hổ về những việc mình làm, nên tự bay thoát khỏi trái đất thẳng đến mặt trời tự sát. Sensi lúc này đã mạnh vãi cả đái. Nhưng 6 Eternal đã chống lại mệnh lệnh Thượng Đế thì sẽ sao đây? Quả nhiên 2 năm sau Thượng Đế đã hiện hình đến trái đất bắt Sensi đi. Nhưng Thượng Đế tạm thời chưa trừng phạt, mà nói rằng ông sẽ xem loài người có sống tốt không. Nếu sống điều quá thì ông sẽ hủy diệt trái đất và không cho tái sinh. Cuối phim, khi mọi người đang ở trong tàu vũ trụ, anh trai của Thanos tên Eros xuất hiện. Hắn mang theo một hồn ngọc và nói rằng các Eternal đang gặp nguy hiểm, mở ra một phần phim hứa hẹn sẽ cực kỳ hay tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Văn Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!